Khi bạn sử dụng tay, bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng này trong một khoảng thời gian nhất định. Giả sử 1.800 lần rằng nó dọn sạch thùng rác, tự động dọn dẹp sau mỗi 2 giờ và giúp giải phóng bộ nhớ trên điện thoại của bạn. Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống Clean Loop ngay bây giờ.